Hello, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật 15 tây tháng Giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí. Số vấn đề là kêu bằng là 27. Số 27 bắt đầu. Trước khi mà vào chương trình thì Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc để mà chúng ta chuẩn bị vào chương trình. Rồi. Mời tất cả quý vị cũng như là các bạn nghe một bài nhạc. Bài hát trong sâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, từ Trung Vương đánh Tô Định quân Hán tiêu tan. Cờ Phất do Mê Linh truyền nữ Tống Lê Chân, cùng toàn quân cùng toàn dân đánh tan giặc Tàu. Bài hát trong sâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam, Bạch Đằng Giang những chiếc thuyền phơi sắc ngổn ngang. Cùng với Hưng Đạo Vương thể quyết giữ Giang Sơn, thể quyết đánh quân Nguyên phá hoang chạy dài. Âm âm vang bước chân đoàn quân Bắc Bình Dương, chờ kiến vô Thăng Long toàn nước mới vui xuân, rực ra trong Tây Sơn mãn thành đường hùng. Bài hát trong sâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, Trần Hoàng Sa hai quân Việt anh dũng hy sinh. Từ chiến trong sâm lăng, từ chiến giữ quê hương, người Việt Nam, dòng Việt Nam sáng danh quật cường. Bài hát trong sâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam, người thanh niên trước pháp trường hô lớn Việt Nam muôn năm. Một tiếng súng kêu vang, một tiếng đất khô khan, dù chết vẫn hiên ngang quyết không đầu hàng. Quyết góc sông lăng tàu, quyết góc ngoài sông quân tan giặc tàu, quyết tan giặc tàu. Bài hát trong sông lăng lưu truyền lại trong dân gian, giặc ngoại bang biết bao lần xâm lấn Nam Quang. Toàn nước trong sâm lăng, toàn nước giữ gian sang, còn Việt cộng mang ai Nam Quan bán cho cộng tàu. Bài hát trong sâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam, từ muôn phương quyết xuyên đường tổ quốc năm uy. Đảng đã bán Nam Quan, nhà nước bán Tây Nguyên, người muốn cứu Giang Sơn phải quyết tâm bảo quyền. Quyết chống sông lăng, đánh tan giặc Tàu, nước ngoài sông Tam. Quyết chiến sông lăng, đánh tan giặc Tàu.
Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị có mặt hôm nay trong chương trình Khai Dân Trí. Câu hỏi được đặt ra, chị Lisa ơi, chị có thể nói lên về vấn đề tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước như vậy? Thì bây giờ mình như thế nào? Và mình sẽ, vấn đề là có thể làm đơn để mà kiện được Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước Việt Nam hay không? Hôm qua Lisa cũng đã cùng với một số người đã thảo ra những cái đơn để mà chuẩn bị gửi lên trên vấn đề là kêu bằng là Liên Hiệp Quốc. Thì khi mà gửi lên Liên Hiệp Quốc đó, thì nhận được vấn đề là kêu bằng là từ tòa lãnh sự quán của vấn đề là Việt Cộng, tức là của Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. Vấn đề ở trong nước họ đưa ra, họ nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưng cầu hết dân ý và quân đội cũng như là toàn dân cũng như là toàn quân Việt Nam đã đồng ý để cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua bên vấn đề là kêu bằng Bắc Kinh, tức là qua bên Trung Quốc để mà ký kết những cái văn bản mà vấn đề là 15 cái vấn đề là bản án tử hình để mà dân đất nước Việt Nam như vậy. Các bạn thấy nó có ngang ngược hay không? Bây giờ những người Việt ở hải ngoại có làm đơn đưa lên đi chăng nữa thì bây giờ ở trong nước không người dân nào đứng lên hết. Tụi nó cho rằng là sinh viên cũng đồng ý, bộ đội cũng đồng ý, quân đội cũng đồng ý, công an cũng đồng ý và toàn dân Việt Nam cũng đồng ý. Cho nên lập tức Lisa và những người ở bên hải ngoại này đã vấn đề là diện kiến cũng như là vấn đề là chuẩn bị ra một cái đơn để mà gửi lên cho chính quyền của ông Trump. Thì các bạn biết rằng là cái đảng đỉ của tụi bay đó cứ việc mà đánh đập người dân ở trong nước bắt bớ đi rồi tụi bay sẽ chết. Lệnh bắt đầu cấm vận những cái hàng hóa của lũ cộng sản tụi đây cũng như là thằng Tàu Cộng bắt đầu có hiệu lực khi mà ông Trump bước vào Nhà Trắng. Cho nên tụi bay cứ tiếp tục đi, Mỹ sẽ cấm vận tụi bay ngay tức khắc nha. Bởi vì vấn đề là kêu bằng đó là cái ông mà vấn đề là kêu bằng đó là Hoa Kỳ, là vấn đề là ông Donald Trump đã đưa cái ông mặt tiền này được Quốc hội Mỹ vừa thông qua. Ông này sẽ chính thức lên làm tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ sau ngày 20 tháng 1. Cho nên cái ông Martin này, Lisa cũng thông báo với tất cả các bạn ở Việt Nam biết luôn là ông này là một người rất là ghét độc tài. Cho nên những cái hồ sơ nào ở Việt Nam hoặc là những người nào tòa lãnh sự quán ở Việt Nam, tòa lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam, chỉ cần họ đưa một cái danh sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ đàn áp một người nào đó ở Việt Nam thì lập tức hãy coi chừng. Hãy coi chừng. Bởi vì cái ông mà tổng tư lệnh này, tức là ông những này là kêu bằng đó là hả Metren này, những này là cái cùng phối hợp với và ông Restamus để mà vấn đề là kêu bằng cắt viện trợ của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ cô lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Để cho mày nghe lời thằng Tàu Cộng mà mày cứ việc mày đi vào để mà mày vấn đề là kêu bằng đó là mày bắt bớ những người dân đi xuống đường đi. Bây giờ theo như vấn đề là Lisa nhận được là trong năm 2017 này, quốc tế nhân quyền cũng như là Hoa Kỳ phải đặt câu hỏi tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại cấm người dân xuống đường biểu tình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết những cái văn bản là đồng ý cho người dân lập hội, lập đảng, lập hội đoàn xuống đường để bày tỏ chính kiến của mình. Nhưng tại sao mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói một đàng làm một nẻo? Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký trong cái văn bản Công ước Quốc tế Nhân quyền mà tại Việt Nam thì lại bắt bớ những người biểu tình. Cho nên các bạn cẩn thận nha, cho nên các bạn ở tại Việt Nam các bạn đừng có run sợ nữa, mà tất cả những bạn sinh viên và tất cả những người ở Việt Nam các bạn phải mạnh mẽ, các bạn phải mạnh mẽ xuống đường. Xưa kia các bạn biết rằng đó là sinh viên thời của miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa, người ta không đồng ý cái gì người ta được quyền xuống đường biểu tình, ngay cả sư sãi cũng xuống đường biểu tình. Ngày hôm nay thế kỷ 21 các bạn cập nhật ở trên những này là YouTube các bạn thấy rồi, sư sãi người ta bao vây nhau, không một người cảnh sát nào của Việt Nam Cộng Hòa mà đụng tới họ một bạt tay, thậm chí không dám chửi họ nữa. Bởi vì cứ để cho họ bao vây thành một cái vòng tròn để cho vấn đề là ông, vấn đề là Thích Quảng Đức mà tự thiêu để phản đối chính sách của vấn đề là kêu bằng đó là Ngô Đình Diệm. Các bạn thấy không?
Còn bây giờ nó đập phá chùa, nhưng mà các bạn có xúc được hay không? Ngày xưa sinh viên thời Việt Nam Cộng Hòa, người dân thời Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng xuống đường biểu tình. Chẳng những xuống đường biểu tình mà những người cảnh sát họ còn phải đem những cái vấn đề là lon nước, mà vấn đề là kêu bạn là trong những cái vấn đề là lon nước để mà mời họ uống nước. Người ta văn minh như vậy đó, người ta lịch sự như vậy đó, chứ không phải như cái lũ cộng sản ngày hôm nay, không phải như cái quân côn đồ mà người dân xuống đường biểu tình thì lại dùng dùi cui, lại đánh đập, lại nắc đầu phụ nữ, phải chửi đủ mẹ đéo bà như vậy đâu. Mà các bạn nên nhớ kỹ, thời Việt Nam Cộng Hòa là trước 1975, là nó còn trong thế kỷ 20 đó, mà người ta đã văn minh như vậy đó. Chứ không phải giống như là bây giờ đã thế kỷ 21 rồi mà cái đảng Cộng sản Việt Nam lại triệu tập cảnh sát 113 rồi triệu tập tất cả mọi người. Các bạn thấy rõ ràng rồi đó. Trong một cái đất nước mà vấn đề là kêu bằng là nghèo khổ như vậy, làm cho đời sống người dân tận cùng như vậy, làm cho vấn đề là kêu bằng là đất nước nó tiêu điều như vậy, mà Lisa vừa nhận được một cái mật tin, một cái tin mật là kêu bằng đảng đỉ đó, nó lo sợ là trong cái dịp Tết này đó là toàn dân người ta sẽ cùng nhau để mà nổi dậy, để mà xuống đường biểu tình về thằng Tổng Lũ đã đi qua bên Tàu Cộng để mà ký dâng cái đất nước Việt Nam cho thằng Tàu Cộng. Thì các bạn biết rằng là bên Trung đoàn Cơ động đã chuyển cho Lisa một cái tin mật. Đây là một người rất là cao cấp ở bên Cơ động đã nói rồi. Lisa, tôi chỉ nói ngắn gọn, mong Lisa chuyển tải tới tất cả đồng bào Việt Nam, kêu họ đừng run sợ nữa, bởi đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay rất run sợ tuổi trẻ và toàn dân xuống đường biểu tình. Cho nên họ đã vấn đề là kêu bằng là chuyển, bắt đầu họ nhập vào và nghe lời của Tàu Cộng. Họ vừa cho tôi nhận được chỉ thị, tức là họ đã chống bạo động bằng cách là họ đã nhập về những cái trang thiết bị, một số lượng rất là lớn, gồm có lựu đạn cay để nhằm đối phó với số đông của người dân Việt Nam đi biểu tình. Các bạn thấy khốn nạn hay không? Tiền thuế của người dân ở Việt Nam đóng ra để bây giờ nó đi qua bên Tàu, nó ký 15 cái nghị định như vậy, 15 cái bản án tử hình như vậy, rồi bây giờ nó sợ toàn dân đứng lên. Một cái tin mật mà Lisa nhận được là người này là làm rất là cao ở trong cảnh sát cơ động đã đưa ra cho Lisa hay như vậy. Các bạn thấy khốn nạn mà chó đẻ hay chưa? Các bạn thấy hay chưa? Cô Lisa thông báo cho toàn dân biết, họ rất là run sợ, họ đã đưa xe bọc thép vào rồi, bây giờ lựu đạn cay họ đã chở 3 xe trở về để mà vấn đề là dự trữ tại Hà Nội. Song song bên cạnh đó, bọn chúng đã lệnh cho tất cả những lực lượng phòng cháy chữa cháy phải túc trực 24/24 trong những dịp Tết, tức là từ 25 Tết cho đến mùng 6 Tết thì phải ngăn chặn, phải túc trực, lúc nào cũng sẵn sàng tác chiến để mà chống lại người dân. Khi người dân xuống đường hoặc dùng bơm xăng thì những chiếc xe phòng cháy chữa cháy này phải tăng hết suất để mà đi phòng cháy chữa cháy. Thậm chí nếu mà nhiều quá, những cái nơi mà đồng loạt đều đứng lên để mà biểu tình, để mà chọi bơm xăng, thì chúng ta liên kết với nhau để mà chúng ta tủa ra, để chúng ta hỗ trợ. Còn nếu chẳng hạn như có một thành phố hoặc là một quận nào đó đứng lên thì chúng ta quy tụ hết tất cả xe của phòng cháy chữa cháy ở tất cả các nơi để sẵn sàng tới mà ứng chiến, không để cho bơm xăng chảy hoặc là cháy để mà làm ảnh hưởng thiệt hại đến kinh tế của chúng ta, mà nền kinh tế chúng ta vốn đã những đề là sụp bại. Đây là một cái mật mà người ta họp trong cái cuộc mà vấn đề là giao ban mà cuối năm người ta đưa lọt ra cho Lisa. Tôi rất là vấn đề là phẫn nộ. Cô Lisa ơi, tôi không giấu gì cô, tôi cũng là một người trong cảnh sát cơ động, là cấp bậc chỉ huy, nhưng tôi không cho cô biết là tôi ở đâu. Nếu cô đưa thông tin này lên thì tất cả những đồng chí của tôi ở tất cả các nơi trên toàn quốc về cơ động cũng đã hiểu, bởi triển khai lực lượng này chúng tôi đã họp trước đây một tuần. Cô có biết rằng khi chúng tôi phối hợp với phòng cháy chữa cháy, thật sự ra không phải là vấn đề gì hết, nhưng mà để mà trấn áp, dùng dòi rồng để mà trấn áp đám đông hoặc là xịt thẳng vào đám đông. Cho nên tôi mong cô thông báo tin này để cho người dân Việt Nam trên toàn nước biết được mà phòng ngừa, hoặc có những tổ chức nào mà chuẩn bị xuống đường để biểu tình thì phải tìm cách
để mà khắc chế lại cái kế hoạch thâm độc của vấn đề là kêu bằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Các bạn thấy nó khốn nạn chưa? Các bạn thấy khốn nạn hay không? Lisa cam đoan với quý vị, ngày hôm nay mà người dân ở trong nước mà xuống đường chừng khoảng chừng 1 triệu người thôi thì chắc chắn rằng sẽ có biến. Mọi người dân mà ý thức khi thấy người dân xuống đường mà cứ ào ào đi theo, nhưng mà là người dân thì chắc chắn sẽ có biến. Các bạn thấy hay không? Còn nếu các bạn mà thờ ơ mà không xuống đường biểu tình thì kể như nước Việt Nam đã lọt vào vấn đề là bàn tay của Tàu Cộng. Lisa đã đưa cho vấn đề là kêu bằng là những người em của Lisa đã vấn đề ở tại Việt Nam để mà đi trinh sát. Thì những đứa em của Lisa nó đã chở nhau trên một cái chiếc xe để mà nó đi công tác. Cũng như là nó đi vấn đề là thị sát về vấn đề là kêu bằng đó là đất nước Việt Nam của mình. Lisa đã đưa cho nó đi là từ Đắk Nông nè, để mà tới Đắk Lắk nè, để mà tới Gia Lai nè, rồi Nha Trang và Phan Thiết. Thì các em này đã kể cho Lisa nghe là chị ơi, trên cái con đường mà tụi em đi thấy rừng Việt Nam gần như là bị tàn phá hoàn toàn. Nó không còn một cây rừng nào hết chị ạ. À. Trời ơi, nhìn mà rất là đau lòng chị Lisa ơi. Dọc biên giới mà Việt Nam với Campuchia mà ở trên miền Trung đó, em ở bên đây có thể thấy được ở bên Campuchia. Chúng em thấy được bọn Tàu Cẩm nó đang thuê đất của Campuchia để nó trồng cao su hết rồi. Mà trong những cái rừng cao su này có từng tốp một. Em thấy rằng những này là cái bằng họ vận chuyển với nhau những cái vũ khí để mà san sát với nhau. Không một người dân Việt Nam nào được bén mảng qua cái đất đó hết. Mặc dù bên đây nhìn thấy thấu ở bên kia. Tụi em có giả bộ dừng lại để mà hỏi thăm những cái người dân tộc ở đây. Thì người ta nói rằng là bên đó chỉ có một đoạn ngắn thôi mà có tới 15 đồn biên phòng cảnh sát của Tàu Cộng, tức là họ mượn, họ mướn thuê đất của Campuchia rồi họ canh giữ biên giới cho Campuchia luôn. Chỉ cần vấn đề là chỉ có một cái đoạn đường mà khoảng chừng 1 km có 15 đồn biên phòng của Tàu Cộng như vậy. Vừa bộ đội biên phòng rồi vừa quân nhân của họ với đầy đủ những vũ khí hiện đại, lúc nào họ cũng quay thẳng vào đất nước Việt Nam cả chị ơi. Rất là run sợ chị à. Nếu có chiến sự thì bọn Tàu Cộng này chỉ cần bước một bước là có thể sang Việt Nam, không cần phải nói nhiều. Thậm chí bây giờ em cho chị biết rằng chị đưa cái tin là đào một cái đường hầm từ Lâm Đồng để đi đến Đồng Nai chỉ là một cái đường hầm chắc thôi. Nhưng mà ở tại trên cao nguyên bây giờ, ở tại Đắk Lắk họ đào tới 3-4 đường hầm ở trên những này là dùng, những này là kêu bằng đó là dùng ở Đắk Lắk, Gia Lai, ở những này là Gia Lai công tâm lận chị à. Để mà họ đào những đường hầm này có thể rằng đi thẳng qua cái đường rừng, tức là tụi em đứng bên đây tụi em nhìn thấy được ở bên kia luôn. Những cái đội biên phòng này là họ đào những cái đường hầm này có thể đi thẳng qua những cái bộ đội biên phòng của những này là Tàu Cộng, để khi cần thì họ lên Việt Nam, mà nếu dân Việt Nam phản kháng mạnh quá hoặc là như thế nào thì họ sẽ rút lui đi qua biên phòng ở bên đó. Mà nếu như những này là Hoa Kỳ mà có chạy vào Việt Nam, khi mà nó diệt chủng người dân Việt Nam, Hoa Kỳ có vào Việt Nam, thì bây giờ tụi nó rút lui bằng cái đường hầm mà nó đào sẵn để mà đi thẳng qua bên đất Campuchia trấn nắp ở bên đó. Những cái tin tức này Lisa cũng như là quý vị nào mà có làm cho những này là kêu bằng là trợ lý trong quân đội của Hoa Kỳ cũng báo cho Hoa Kỳ hay, để nếu có những cái chiến lược nào thì Hoa Kỳ sẽ dùng những cái bom mà thông minh để mà đánh chặn những cái đường hầm này, để tránh khi mà vào Việt Nam rồi chúng đã rút bằng cái đường hầm này đi ra bên biên giới của Campuchia rồi, thì tránh trường hợp mà chúng âm thầm đi xuống đường hầm để mà chạy lên ban đêm để mà gõ nhà từng nhà một để mà giết người dân Việt Nam. Nha. Bọn em đã lên tới Buôn Mê Thuột, Gia Lai. Bọn em đã ghé quán ăn thì trời ơi, chào ơi chị ơi, toàn là khách Trung Cộng không. Họ ngồi ăn la liệt, họ vỗ tay, họ vui mừng. Bởi vì ông Tổng thống, bởi vì ông Tổng Bí thư Trọng Lú đã vấn đề là ký 15 văn bản. Họ truyền tay với nhau nói bằng tiếng Tàu, nói bằng tiếng Trung Hoa. Mà em cũng biết chút đỉnh về tiếng Tàu, cho nên em nghe họ nói đại khái rằng họ vỗ tay ăn mừng, bởi vì bây giờ họ sẽ thông dong và đưa người ào ạt vào Việt Nam để mà du lịch, để mà ngồi ăn chơi, không sợ bất kỳ cái gì nữa. Bởi vì chủ tịch, vấn đề là Tập Cận Bình của chúng ta đã bắt buộc
buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cam kết là bảo vệ du lịch và du khách của người, nhưng đây là kêu bằng là Trung Quốc. Khi em biết được cái tiếng mà vấn đề là kêu bằng là của họ rồi, nhưng mà em giả vờ như em không nghe, mặc dù họ nói tiếng, họ nói tiếng vấn đề là kêu bằng là Trung Quốc như vậy, nhưng mà họ lúc nào cũng lấm le lấm lét, họ nhìn ngang nhìn dọc để coi coi tụi em như thế nào. Em cũng giả bộ như không biết gì hết, cùng với đám bạn ngồi ăn nói tiếng Việt Nam. Thật ra là em là người đã biết được tiếng vấn đề là kêu bằng là của Tàu. Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Sau khi họ ngồi ăn uống xong rồi thì em mới đi đến em hỏi thăm một người chủ quán. Người chủ quán này cũng là người của vấn đề là Việt Nam của mình. Thì em có đến đó gạn hỏi. Thì người chủ quán nói rằng bọn nó qua đây đông lắm, sở dĩ bọn nó lên trên đây ăn uống nhậu nhẹt ở đây bởi vì tụi nó đi buôn gỗ. Bởi vì kiểm lâm của Việt Nam đó đã to rập với nó để mà cho chặt hết những cái cây gỗ. Mỗi lần mà những cái cây nào mà chặt đó ở trong đất Việt Nam đó thì đều bán cho tụi này hết. Còn ở bên kia đó là của vấn đề là người của họ thuê đất của Campuchia để mà họ trồng những cái vấn đề là kêu bằng là cây thông. Thì không bao giờ Việt Nam dám bén mảng qua bển, bởi qua bển là họ sẽ vấn đề là kêu bằng là bắn ngay. Bởi cho nên họ đang kết hợp với biên phòng của Việt Nam để mà khai thác bán gỗ các cậu ơi. Trời ơi, em nghe mà em đau lòng vô cùng chị ạ. Rồi bà chủ quán còn nói tiếp với em: chẳng những chúng tới đây vỗ tay ăn mừng mà bây giờ càng ngày chúng càng vui vẻ nữa. Có lần con tôi đi đến những cái đường hầm mà chúng đào thì chúng lại đuổi ra và chúng không cho đi đến cái đường này. Tôi nghe nói rằng ở dưới đường hầm đó có rất là nhiều đồ quân phục của bộ đội Việt Nam cũng có, của công an cũng có, của cơ động cũng có. Không biết tại sao mà họ có nhiều đồ đạc như vậy. Có thể họ giả dạng họ mặc vào để rồi từng đêm họ gõ cửa nhà để kêu mọi người ra để họ bắt đi rồi họ xử tiêu ở ngoài đám rừng đó. Những đường hầm này cũng có thể là họ gõ những nhà để bắt con cháu của tôi đi xuống đường hầm để mổ lấy nội tạng. Tôi run lắm mà ở đây tôi không biết làm gì cả. Bởi vì ở tại cánh rừng này giáp biên giới bên kia, gia đình tôi ở đây run sợ lắm. Cháu con tôi đã dời cho nó đi vào trong tỉnh ở hết rồi. Tôi già cả rồi, chỉ ngồi đây buôn bán để kiếm tiền thôi cậu, các cậu ơi. Chị thấy không, rất là đau lòng chị ơi. Chúng nó cứ đổ thừa cho người dân là phá rừng, nhưng mà thật sự là một sự đau lòng như vậy đó. Nếu ai đã từng đi lên cái khu Buôn Ma Thuột này thì chị cứ hỏi đi, mọi người dân Việt Nam kêu họ cứ đi lên trên đây để mà nhìn coi những gì tụi em bọn em nói có đúng sự thật hay không. Chị ơi, đây là một điều sự thật mà em đã chụp hình cho chị coi rồi. Đúng rồi, Lisa đã coi. Trời ơi, thê thảm quá các bạn ơi. Nhìn những tấm hình mà những đại lập những người em ở trong nước nó đưa cho Lisa, như Lisa rất là đau lòng. Sự thật là chúng nó đã bán cho bọn Tàu Cộng hết rồi chị à. Chúng nó đã phá sạch, đốt sạch rừng của Việt Nam rồi chị ơi. Rồi bọn em buồn quá, kéo nhau về tới Nha Trang. Thì hỡi ơi, khách du lịch ở tại Nha Trang toàn là Tàu Cộng. Họ cũng y như ở tại Buôn Ma Thuột, ở tại vấn đề là Đắk Lắk, cao Tây Nguyên. Tất cả những bảng hiệu ở tại Nha Trang nó còn hoành tráng hơn ở đây nữa chị à. Thật đơn, em vô đó em thấy toàn là ghi tiếng Trung Cộng không. Những cái quán còn không thèm nhận khách hàng là người Việt Nam nữa. Em mới giả vờ, em nói một câu tiếng Tàu với chủ quán. Thì những người chủ quán này mới cho bọn em vào. Em cũng nói nhỏ với bọn của em rằng chỉ biết được vài tiếng Tàu. Ni hao, ni hao ma, hao hao, con chi khờ 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 khờ. Để đi vào để mà ngồi trên cái bàn để mà ăn thôi chị ơi. Thậm chí em liếc mắt qua nhìn coi bọn Tàu Cộng bên kia, tụi nó lại tung tiền xài rất là lạ. Hỏi ra mới biết đó là đồng nhân dân tệ chị à. Chị Lisa ơi, bọn em rất là đau lòng, bọn em là sinh viên mà bây giờ không biết làm sao. Bởi vì người dân bây giờ quá thờ ơ, họ đã nhìn thấy được mà họ quá run sợ, họ không làm gì được. Bởi tình báo Hoa Nam đang khống chế toàn bộ chị à. Trên báo chí, trên đài thì cứ kêu gọi như vậy đó, chị thấy rồi đó. Trên đài thì kêu gọi là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng mà sự thật thì đất nước Việt Nam đã rất là đau đớn chị ơi. Chị có biết không? Bọn chúng xài đồng nhân dân tệ của nó trên đất nước Việt Nam này thông dâm luôn đó chị.
Tới lúc này thì bọn em buồn quá không chịu nổi nên đành về khách sạn nghỉ. Tụi em nằm buồn lắm, mới lên Facebook coi chương trình của chị, mở đài radio. Thì trời ơi, toàn là nghe đài tiếng của người Trung Cộng không chị ơi. Chị hỏi những người Việt Nam bây giờ đi, ở Nha Trang toàn là tiếng Việt và tiếng Trung không? Có vừa tiếng Việt mà vừa tiếng Trung Cộng luôn. Chúng nó tuyên truyền về đất nước Trung Cộng cao đẹp, và trước đây là đất nước của Trung Cộng, mà những người không biết tiếng Trung người ta không hiểu được. Nhưng em là người biết tiếng Trung cho nên em thấy trong những cái TV và truyền hình họ đều tuyên truyền cho vấn đề là kêu bằng là Trung Cộng cả chị à, và Đảng Cộng sản Việt Nam chị à. Nghe mà tức muốn đập cái điện thoại luôn chị á. Hỏi thăm chủ khách sạn thì người chủ khách sạn cho biết rằng chương trình này nó phát lâu rồi. Trời ơi, ở tại Nha Trang này đó, theo như là tôi cũng biết tiếng Tàu chút điểm, cho nên vấn đề là Lị hỏi thì vấn đề là bọn họ cho Lị biết là kêu bằng chuỗi nó phát sóng từ ở ngoài Hoàng Sa để mà vấn đề là đi vào trong này đấy. Cho nên vấn đề là kêu bằng là ở trong đây, mà ở tại Nha Trang này thì các Lị tới đây, nếu các Lị biết tiếng Trung Hoa thì quý Lị có thể là lương nghe được, bởi vì từ ngoài Hoàng Sa nó phát thẳng sóng vào luôn. Các bạn thấy đau lòng chưa? Rất là đau lòng. Nó phát sóng vào luôn. Thế là bọn em chỉ nghe được có chút đỉnh vài câu tuyên truyền rồi thôi, em không nghe nữa. Em đành về phòng ngủ. Chị biết chuyện gì xảy ra không? Em cũng nghe lời chị thôi, mình nhẫn nhịn để đi khảo sát. Và vấn đề là kêu bằng đó là khảo sát cũng như là đi để mà do thám về cho chị hay. Vừa về đến phòng thì em thấy một nhóm người Trung Cộng, họ cười nhau hú hí, họ ăn nhậu với nhau xong rồi họ lên họ nhận phòng, mà phòng đó kế bên phòng của bọn em luôn. Tụi nó đi nhậu tới 1 giờ sáng mới về đó chị. Trời ơi, bọn Trung Cộng đi tới đâu thì ồn ào tới đó chị ơi. Nó nhậu sai rồi nó về nó mở nhạc, tao nói không thể nào chịu nổi chị à. Chèn chá lên bên thủ phòn chiên đi bằng chèn. Trời ơi, nó mở tao nói điếc ta chị à. Em qua không có chịu nổi, em qua yêu cầu nó. Em nói, tại vì em cũng biết tiếng Trung, cho nên em qua em nói lịch sự với nó, thì nó tắt được 15 phút. Sau đó không biết thằng nào bên đó nó điên lên, nó đập đập rầm 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 trong khách sạn, rồi nó bật tiếp. Lần này chịu không nổi nữa, bọn em kéo nhau qua bên bển nói tối rồi, tụi tao ngủ tại sao như vậy. Thì bên kia nó cũng hung hãn, nó xông lại. Trời ơi, thằng nào thằng ấy cởi áo ra xăm mình trổ đầy hết chị ơi, cung tay đòi đánh lại bọn tụi em luôn. Đang cãi nhau thì quản lý khách sạn lên can ngăn. Anh ta nói đừng có dây dưa với bọn nó. Thậm chí kéo em vào, người chủ khách sạn nói mệt mỏi lắm, đừng có dây dưa. Hôm trước cũng có những người ra đây dây dưa rồi, đã bị công an mời đi rồi, cho nên thôi đừng có dây dưa, kệ nó muốn làm gì làm đi. Em tức quá em la cãi lại với người quản lý luôn, nhưng em quyết không nhịn, em làm tới luôn. Lúc này người quản lý khách sạn làm thinh không nói gì. Bọn Tàu Cộng nó nhìn người quản lý giống như nó tưởng rằng người quản lý binh vực tụi em. Lúc này em thấy có một người ở trong nhóm của nó đã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó bằng tiếng Trung Cộng. Sau đó tiếng Trung Cộng nói lại và thông dịch em nghe có tiếng Việt Nam. Thì chị ơi, chỉ có 5 phút sau thì công an đã ập tới khách sạn. Chưa biết việc gì, chưa biết sự việc như thế nào, công an đã đòi đưa tụi em đi về phường hết. Bọn tụi em gồm có 6 người, họ yêu cầu phải đi về phường. Em quay qua hỏi tại sao đưa chúng tôi vào phường, họ mở nhạc lớn như vậy. Thì công an phường nói rằng không cần biết, bởi vì bảo vệ cho du khách người Trung Quốc, cho nên các anh không cần phải gây gổ với họ. Chỉ cần các anh nói chuyện gây gổ thì sẽ mời các anh về. Bọn em không chịu nổi, bọn em ngồi cự cãi với công an. Thế là công an giải quyết như sau: bây giờ nếu các anh mà không chịu ở đây thì các anh trả phòng đi tìm khách sạn khác. Còn nếu các anh còn muốn ở đây thì các anh phải chấp nhận để cho du khách của Trung Quốc họ mở nhạc, họ ăn chơi tới sáng đêm. Lúc này em chịu không được nữa rồi, ức quá em đành phải quay về trong đêm và em trả tiền phòng để đi tìm khách sạn khác. Sau đó cả một bầy gần hơn 13 người Tàu Cộng, họ vỗ tay với nhau cười, người thì còn mặc quần tây cởi trần, kẻ thì mặc quần sọt,
cởi trần, người thì còn mặc cả quần tây và quần sọt, đứng ra nói xí xô xí xào, tiếng tào cẩm rồi dỗ dai công an phường cũng như người quản lý khách sạn, rồi họ còn ra biểu hiện như là chọc tức bọn em vậy đó chị. Cho nên thôi, đó là những gì mà em đã vấn đề là đi để mà dò thám cho chị. Em mong rằng chị kể cho tất cả mọi người nghe. Và nếu các bạn ở Việt Nam không tin, thì các bạn cũng làm một chuyến du lịch như em để đi ra Nha Trang hoặc đi lên vùng Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột. Rất là đau lòng. Tức là bây giờ các bạn ở Việt Nam mà các bạn muốn khách sạn mà hay là lại lần mà các bạn đụng đó là coi chừng chỉ 5 phút sau nó gọi điện thoại thôi. Là kể như là công an sẽ đến không cần biết đúng sai bắt các bạn hoặc mời các bạn về phường nói chuyện đi. Còn nếu các bạn trong tương lai mà đánh một cái người du khách của Tàu Cộng thì các bạn còn lớp chuyện nữa chứ không phải giỡn mặt đâu. Bởi vì trong những cái trung ương của Đảng Cộng sản ngày hôm nay là tình báo của Hoa Cộng nó đã dày đặc ở trên trở nó trơn rồi. Cho nên những người ở Việt Nam nói Lisa trời ơi tại sao bây giờ không thưa gửi, Lisa thưa gửi làm sao đây? Bây giờ thưa gửi đi ra rồi Liên Hiệp Quốc đi vào lạng quảng nó lại tới từng nhà nó kêu mọi người phải cầm súng lên để mà đánh lại Liên Hiệp Quốc luôn nữa, tức là bảo vệ Tàu Cộng luôn nó thì làm sao? Các bạn biết rằng hiến chương của Liên Hiệp Quốc đó là thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm có 5 nước, gồm có Anh nè, Mỹ nè, Pháp nè, Nga nè và thằng Tàu Cộng. Mà khi đưa một cái sự việc nào mà ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phủ quyết mà một trong năm cái thành viên này họ không chịu phủ quyết là không thể nào làm được. Mà bây giờ thằng Tàu Cộng nó là một trong năm nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì bây giờ cộng đồng người Việt có cố gắng thưa lên đi chăng nữa thì chỉ có bốn nước này đồng ý, tức là Anh, Mỹ, Pháp và Nga đồng ý rồi. Mà thằng Tàu Cộng nó không đồng ý thì không thể nào mà vấn đề là thành cái luật cả. Chứ đâu phải chuyện giỡn mặt đâu. Chỉ có một con đường là bây giờ những người dân Việt Nam phải âm thầm đốt những cái xưởng của thằng Tàu Cộng, hoặc là âm thầm lén giết một hai thằng Tàu Cộng du khách để cho bọn Tàu Cộng bên kia nó tức lên, nó đập đầu của cái lũ chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc là nó tràn qua nó đánh lên đi, rồi toàn dân lúc đó mới nổi lên biểu tình. Thì khi mà toàn dân nổi lên rồi mà thằng Tàu Cộng qua giết thì Liên Hiệp Quốc cũng như Hoa Kỳ có cái cớ để mà đem vũ khí vào để mà bảo vệ dân tộc Việt Nam. Chỉ còn có một cách đó thôi. Còn nếu người dân Việt Nam bây giờ không đứng lên, người dân Việt Nam bây giờ sợ sợ, người dân Việt Nam bây giờ im lặng như vậy, thì bây giờ cộng đồng hải ngoại có làm 1.000 cái tờ đơn gửi lên Liên Hiệp Quốc thì đoàn cộng sản nó nói rằng chỉ có một số người bên hải ngoại là những thế lực thù địch thôi. Trong khi đó ở trong đất nước Việt Nam trên 90 triệu ngày nay, Liên Hiệp Quốc và tất cả quý vị, những cơ quan truyền thông của quốc tế thấy người dân đâu có phản đối đâu. Thấy không? Ở tại Việt Nam đang yên bình ghê không? Không có người dân nào mà đứng lên phản đối hết trơn. Trời ơi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tôi đại diện cho một đảng sáng suốt, cho nên đi qua bên Tàu Cộng ký 15 văn bản. Tụi tôi công minh, tụi tôi tự do dân chủ, tụi tôi tung lên trên tất cả những cái đài truyền hình hết trơn. Chứ bộ tôi đâu có giấu đâu. Tụi tôi đưa lên hết tất cả cơ quan truyền thông mà. Rồi người dân người ta bắt đầu là người ta coi xong rồi ai cũng vỗ tay và đồng ý. Vấn đề là chuẩn bị mà ăn mừng. Để mà vấn đề là 15 cái văn bản mà của Tổng Bí thư của Đảng. Cứ vấn đề là đồng ý. Cho nên người dân của chúng tôi đang hân hoan mà. Hậu quả mà nó lôi kéo người dân Việt Nam vô đó. Hậu quả mà người dân cứ làm thinh hoài để cho con chó nó nói thành con mèo là như vậy đó. Để cho nó nói con chó thành con mèo là như vậy đó. Các bạn thấy chưa? Các bạn rùng rợn chưa? Trời ơi khổ lắm. Ở trong nước Việt Nam thì bây giờ nó thấy người dân quá khổ rồi nó dụ, các bạn thấy không? Nó ra cái chiêu bài là số Việt Lottery. Rồi bây giờ nghe nó cái số nào nó chuẩn bị nó cho tự động người dân chọn số luôn á. Giống như số đề vậy đó. Nhưng mà của tụi nó là không ai dám đụng tới, không ai dám bắt đâu. Nhưng mà người dân mà chỉ cần mà ngon mà đi ra mày ghi số đề là tao ập tới nhà mày, tao bắt mày liền. Mày không có tao cũng đập mày luôn nữa, chứ mày đừng có nói chuyện giỡn mặt. Tội nghiệp lắm. Hôm qua có một người ở chợ Tân Hiệp, Kiên Giang, đạo Phật giáo Hòa Hảo vô khóc với Lisa. Nói rằng Đức Thầy dạy chúng tôi ăn hiền ở lành, cho nên chúng tôi cũng ăn hiền ở lành. Thấy nó làm quá rồi, già cả rồi, cũng chấp nhận cô Lisa ơi. Buôn bán ở chợ này, tao nói cỡ này ế ẩm, buôn bán đâu có nhiêu. Nhưng mà thấy mấy ổng tới rồi đó, cũng cười giáo bộ chào hỏi đâu kia. Mà tụi tôi cũng thật lòng lắm, tại đạo Phật giáo Hòa Hảo mà. Tới cái cũng giáo bộ chào hỏi, tụi nó tới chào hỏi đây cũng chào hỏi.
Chị biết không, nhưng mà cô biết không, ở đây buôn bán như vậy đó đó, tôi buôn bán đó, cái sạp có chút xíu vậy thôi đó, mà mỗi một tháng đó là tụi nó tới là phải cúng cho nó 500.000 đồng, tới lúc nào tôi cũng đưa trơn. Thậm chí về nhà gia đình nhiều khi bắn ở lỗ quá, đi ra chợ mua có 3-4 con cá rô bé tí, nấu một nồi canh để cho những người là kêu bằng cháu tôi, con tôi được kêu ngồi ăn. Nó nói mọc bộ cỡ này, chồng tôi mới hỏi giờ cỡ này bộ buôn bán ế lắm sao. Tôi nói đúng rồi, buôn bán ế lắm, nhưng mà buôn bán dù cho có được thì chăng nữa cũng để dành tiền cho mấy ổng. Tại vì ở tại chợ Tân Hiệp mấy ổng tới, mấy ổng lấy tiền bạc cho nên không có được. Nhưng mà thôi kệ, cũng đưa cho mấy ổng đi để mình bán, để kiếm được con cá miếng cơm ăn cũng đỡ. Mà bây giờ nó đòi nó giải tỏa cái chợ mà tôi là cái người đưa tiền cho mấy ổng, mà mấy ổng nghe lệnh cấp trên tới quánh tôi. Bữa đó tôi ngồi tôi nói, hôm qua tôi ngồi tôi khóc. Tôi nói mấy ông làm gì vậy, tiền lúc nào tôi cũng đưa cho các ông hết, từ đó tới giờ biết bao nhiêu tiền rồi mà bây giờ nghe lệnh cấp trên đi xuống quánh tôi như vậy đó. Tôi ngồi tôi nói tôi khóc, mà mấy ổng có người thì nó nghe được, nó đi ra ngoài. Còn có những thằng tẻ tẻ nó không nghe được, nó vô nó đạp hết nguyên cái sạp tôm khô của tôi, lăn mẹ trường cát đất không như vậy đó. Nó bán tôm khô đó các bạn, ngồi bán tôm khô khô được kia đó, đồ khô đó ngồi bán đó, mà nó vô hả nó đạp nó phá văng hết trơn vừa rồi. Bây giờ mất trắng tay hết trơn, về nhà tao nói ngồi khóc, tao nói tội nghiệp lắm. Chiếu cái điện thoại cho Lisa coi, trời ơi, có 2 con cá rô bé tí nè, những này là ở trong cái nồi á, để cho cả gia đình quay quần ăn vậy đó. Biết nói sao bây giờ, nhìn thấy nó đau vô cùng vậy. Bởi tao nói những cái thằng mà ở tại những này là Kiên Giang, tụi bay ngục lắm đó, người ta nuôi tụi bay như vậy đó, tụi bay tới tụi bay làm tiền, làm trắng làm trợ như vậy, tụi bay lấy tiền người ta đó, những này là nhịn ăn, người ta mua 2-3 con cá rô người ta ăn, tao để dành tiền tao cúng cho tụi bay. Bây giờ tụi bay nghe lệnh cấp trên tới tụi bay, những này là kêu bằng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, tụi bay đánh đập như vậy, tụi bay đánh hết đi, đánh cho chết hết những cái người dân ở chợ Tân Hiệp đi, rồi để sau này coi cái đảng đĩ nó có gửi tiền cho tụi bay hàng tháng không. Tụi bay ngục lắm, người dân cùng chung bản xứ mà tụi bay nghe lời cấp trên, tụi bay có nghe lời nó thì tụi bay tới, tụi bay cũng giả bộ, tụi bay nương tay đi, tụi bay ra xè tay, tụi bay ăn tiền người ta quá trời rồi mà, tụi bay cũng nhẹ nhẹ chứ ai đâu mà tàn nhẫn vô nhân đạo đó. Bây giờ bác không còn buôn bán chứ ai nuôi tụi bay đây, sau này coi đảng đĩ nó có nuôi tụi bay không, thằng Tàu nó tràn vô rồi trong tương lai tụi bay tới, tụi bay dám làm vậy hay không? Những cái cơ sở của thằng Tàu mai mốt nó tràn lan ở nước Việt Nam, tụi bay dám tới mà tụi bay kêu nó đưa tiền tụi bay cái kiểu đó không, dám không hả? Mà bây giờ người dân Việt Nam người ta nghèo khổ như vậy, người ta buôn bán, người ta kiếm tiền, người ta nuôi cho tụi bay ăn mập thay mập tây như vậy, mà tụi bay nhận được lệnh cấp trên là tụi bay quánh tàn bạo người ta như vậy. Một cái đổ tôm khô tao nói đổ đổ chứ, bà ngồi bà khóc tới tội nghiệp chứ, tội dễ sợ luôn. Đi xà nói thôi đừng khóc nữa, thôi đi kệ nó, nên làm vậy chứ. Nó dở trơn rồi, nó tôm khô mới lấy về còn thiếu nợ người ta, tại vì người ta đưa mình hàng sĩ mà, ta đưa những người ta lấy tiền gói đầu á. Mà Lisa không biết gói đầu là gì, nó nghe những này là bác nói gói đầu thôi, chứ Lisa tới giờ nghe thì ừ chứ không biết gói đầu là gì. Nó còn thiếu nợ là người ta, bởi vì người ta đưa hàng tới gói đầu nhưng nó đạp một đứa nó mẹ cho tâm cô ra ngoài đường, không còn một con nào chứ. Giờ ổng buôn bán cho mất nợ chứ, bây giờ còn thiếu nợ ngược lại người ta nữa, có ác không? Ta nói khô đồ, cái đồ khô nó liếm ra ngoài chứ, nó liếm nó bỏ chứ. Mà mỗi một tháng là bà nói rằng nó là bà dắt cấp ca cấp cụm để mà đưa 500 ngàn cúng cho tụi nó rồi đó, cúng cho cái tụi ban quản lý chợ rồi đó. Mà bây giờ nó nghe lệnh cấp trên, ban quản lý chợ cùng với công an, cùng với những cái tên khu vực ở đó, để mà đánh những cái người dân ở chợ Tân Hiệp này, phải liên đồ người ta ra đường như vậy đó, phải tàn nhẫn vô nhân đạo, phải triệt cái nguồn sống như vậy đó. Coi chó đẻ hay không, tụi bay làm đi, tụi bay giết hết tại dân. Nhất này là tụi bay nghe lời cấp trên của cái thằng Tàu Cẩm đó, nó ra lệnh tụi bay giết mẹ hết người dân ở tại nhất này là chợ Tân Hiệp luôn đi, rồi để sau này coi ai mà đưa tiền cho tụi bay ăn giọng nữa, đồ cái tụi ngu. Tụi bay làm đi, rồi cấp trên nó cho tụi bay ban thủ, tụi bay được có lần một thôi, mỗi thằng được 200 ngàn tiền thưởng là ra tay đánh đập người dân đi, rồi tụi bay cầm 200 ngàn tụi bay ăn tới già tới chết đi, đồ cái lũ đầu bò, cái lũ ốc chó ở chợ Tân Hiệp. Có cái lũ mà công an ở chỗ này là Tân Hiệp nha, Kiên Giang, cái lũ tụi bay, cái lũ súc vật, cái lũ chó, nhưng mà là cái lũ người, đồ cái lũ trâu bò. Thấy bà ngồi bà khóc, Lisa chịu không có nổi. Bà ngồi mà bà khóc, Lisa bà ngồi bà khóc, bà ngồi bà kể, trời ơi, Lisa mỗi lần nói chuyện xong là người ta gọi tới Lisa bằng những này là kêu bằng Messenger đó, có đứa con đó, nó lên nó coi chương trình, nó cho Lisa ngồi, mà bà nằm ở trên cái võng cho đi ca coi luôn, thì Lisa thấy tội nghiệp quá à. Bà ngồi rồi Lisa nó thôi cả nhà ăn cơm đi, nó dạ mời cô Lisa ăn cơm. Tôi nói ừ, thì giờ cũng ăn vậy, cũng ngon vậy, mà trời ơi, nhìn vô cái tô canh tôi nói hả, nó lỉnh lãng nước mà có 2 con cá rô đồng.
để mà cho cả nhà ăn. Tại bây giờ tiền bạc không có, nó đổ mẹ nó. Tao nói là một cái người mà bán khô đó, bán khô, bán tôm khô mà bây giờ nó vô nó đập nó phá. Tao nói bà thì bà sợ, bà cống rắn bà ôm, nó giật trên tay bà nó liệm hết. Cái thằng công an mà bà nói nó tên thằng gì, thằng Hùng. Bà nói thằng Hùng ai cũng sợ nó trơn á. Ở tại dưới đây là cái bằng công an ở khu vực đó đó. Nó tối hả, tao nói bà đang già, bà đang lung cung, bà chuẩn bị bà ôm. Nó cầm nguyên cái rổ tôm khô của bà, tại vì tôm khô để con ngon lên trên mặt không à. Nó cầm nó rẽ một cái ra ngoài đường vậy nè. Nó luyên mẻ ra ngoài đường hết trơn. Tao nói khô sặc khô đồ của bà, nó đạp dân hết trơn, nó đập hết trơn. Tao nói đất sình không như vậy làm sao mà mua ăn đây. Trời ơi khốn nạn lắm các bạn ơi. Tao Lisa nói thiệt, có nghe kể đời sống Việt Nam bây giờ thật thiệt tình. Chị Lisa ơi, chị biết tin gì không? Vui như ngày chảy hội chị ơi. Tụi dư luận viên mặc dù nó chửi chị như vậy chứ bây giờ nó sợ teo hết trơn rồi. Chương trình của chị vấn đề là kêu bằng là đưa lên, bây giờ tụi nó vấn đề là vào nó chửi, nhưng mà nó sợ lắm chị ơi. Tội lắm, trời ơi tội nghiệp lắm. Ở chợ Tân Hiệp người ta kể cho Lisa nghe, Lisa đau lòng lắm. Lisa hỏi tại sao mọi người không đứng lên, Lisa hiến kế này. Nó trời ai dám đứng lên đâu cô ơi, ở đây dân sợ dữ lắm, không ai đứng lên hết trơn á. Ai ai cũng giống như là người mà chịu những đây là nghĩa vụ vậy đó cô ơi. Đảng Cộng sản Việt Nam nó huấn luyện ở đây, thậm chí những tên công an ở đây nó huấn luyện người dân ở trong cái chợ Tân Hiệp này y như là nó huấn luyện một con chó xiếc vậy đó. Hễ tới mà nó chia ra, ví dụ như là từ chỗ của tôi đó là một dãy đó là năm tiệm, thì nó đi tới bữa nay rồi ngày mai nó đi tới năm chỗ khác, tức là trong vòng một tháng trời đó là nó quy hoạch trong cái khu chợ, nó đi tới năm, mỗi một ngày là đi tới năm nơi, cứ một tháng trời là quay lại tôi đúng ngày đúng giờ luôn. Tới là cứ việc tôi đưa 500.000, anh Sáu kế bên bán hột vịt đưa 500, rồi mọi người dài đưa 500 mà nó vô nó lấy hết trơn. Bên kia người ta có thanh niên đôi khi người ta biết trước, người ta đem một dịch người ta giấu lên lầu hết trơn. Tôi vấn đề là kêu bằng là già cả rồi, nó vô nó liệm hết trơn. Trời trời ơi nó giả man chưa bạn thấy không? Quá trời quá đất, ta nói vui lắm đó. Cái xã hội Việt Nam bây giờ đó, các bạn ngồi không đi đó, các bạn ngồi đó đi đó, rồi các bạn cái này là nghe rồi. Còn những cái lũ mà trẻ trâu ở trên đây không biết con mẹ chân, tưởng đất nước thanh bình đó, thanh bình lắm, tụi bay đi đi đó nè. Cái lũ dư luận viên chó điên trẻ trâu tụi bay kìa, đi ra ngoài. Vấn đề là những cái nơi mà vấn đề là Lisa mới kể đi đó, những người của Lisa đã đi rồi đó, đi ra đó đi để coi, rồi vô đó dám gây lộn với thằng Tàu Cộng không, vô khách sạn đi biết liệu gì. Đó nó đang ăn, nó ngồi, nó xô xích xào trên bàn nhậu, bây giờ nó đi ngang đi lạng quạng, nó lấy nước nó tạt vô mặt luôn đó, chứ đừng có bà đặt. Vui mà. Tâm nói trời đất nước Việt Nam vui lắm. Bây giờ ai Việt Nam gặp Lisa, giờ Việt Nam có Lisa vỗ tay ha, bắt đầu là vỗ tay nha. Nghe dẻ nghe dẻ nghe dẻ cộng sản, một bầy chó đảng trọng lú nó dẫn đầu, bắt chước thằng Minh râu vừa ngu vừa ngục, cuối đầu chịu nhục luồn cuối thằng Tàu. Ai cho chúng bay có quyền bán nước và hồ đi trước bán đảo Hoàng Sa, kế đến Trường Sa là thằng Trọng Lú, một bè một lũ phản nước cầu dinh, tội cho dân mình trăm điều ác, cho hồ ăn cướp mà bảo nhân danh, đảng bắt nhân dân phải thờ tôn kính, một thằng từ một thằng lính cho đến thằng quan, đảng suối công an giết người nhận thưởng, học tập tôn vinh tư tưởng chó chết à. Nó tao tâm tương lai dễ dễ và dễ vui ghê không. Trong tương lai là các bạn yên tâm đi nha. Học tập tôn vinh tư tưởng chó hồ, bở đích liếm vô cho thằng Tàu Cộng, lưới trời lầm lậm khó thoát
ti thưa, dân mình tỉnh chưa, cùng nhau mà nổi dậy, ta giao tay gậy thề quyết xung phong, nhất trí một lòng đập ma tan đảng chó, đảng chó cái là đảng chó, đảng đỉ cái là đảng đỉ, đuổi khỉ về rừng để dân hài hòa. Tại vì cốt trong khỉ mà, cho nên đuổi khỉ về rừng để dân ta mà thái bình đó. Nghe dĩa nghe dĩa mà tao nói vui ghê không? Vui ghê không? Trời ơi. Chị ơi, dân chặn quốc lộ đòi Nguyễn Phú Trọng phải ói ra tượng vàng 500kg của thằng Formosa. Vui mà, tao nói càng ngày càng vui mà. Rồi. À, tới tiếp tục nó đây, cái gì đây? Chị Lisa ơi, em nghĩ rằng toàn dân Việt Nam đứng lên lật đổ chính quyền là không thể xảy ra đâu chị à. Bởi vì em thấy người dân hiện Việt Nam hiện nay chỉ lo cơm ngày 2 bữa chứ không được 3 bữa đâu chị ơi. Chiều về nghỉ ngơi quanh năm suốt tháng, như vậy họ làm ngày nào ăn ngày nấy. Còn ngày mai có bệnh tật gì thì lại đổ lỗi do trời. Trời kêu ai nấy dạ, chứ không nghĩ rằng do thực phẩm độc hại của thằng Tàu Cộng gây ra. Cho nên Việt Nam có thay đổi trừ khi chỗ dựa Bắc Kinh sụp đổ hoặc nội bộ trong đảng. Sẽ có người nhìn thấy sự đau khổ của người dân đến tụng cùng để mà họ kêu gọi đứng lên hoặc là thế lực nào đó thôi. Chứ không thể nào trông chờ vào người dân được đâu chị à. Trông chờ vào toàn dân Việt Nam làm nên lịch sử là chuyện không thể nào. Bởi vì ngày nay dù cho Tàu Cộng nó có tràn qua, nó giết chết, nó bắt từ người một cũng chấp nhận. Chị thấy rồi đó, thậm chí vào từ nhà kêu gọi hiến máu mà ai ai cũng chịu hết chị ơi. Thậm chí ông của em năm nay đã 84 tuổi rồi mà chúng nó cũng đi vào và bắt buộc ổng đưa tay ra để rút đi 3 ống máu. Chị coi có giả man không? Trời đất quỷ thần ơi là trời. Đó, ông già đó, 84 tuổi rồi đó, mà nó vô nó bắt phải là những đây là hiến máu mỗi năm một lần. Nó chơi 3 ống máu luôn, tao nói già không bỏ, nhỏ không tha, sida cũng không chừa luôn nữa mà. Tao nói ghê gớp thiệt tình đó, trời quỷ thần thiên địa ơi, một cái đất nước tao nói quá ư là những đây là đau đớn rồi ha. Chị Lisa ơi, hết giờ rồi kìa chị, ủa hết giờ rồi hả? Ồ, ok, rồi. Xin cảm ơn quý vị. Tóm lại chương trình hôm nay là Tàu Cộng đã dày đặc ở tại Việt Nam, và Tàu Cộng đang xây những cái đường hầm và thuê những cái đất ở bên Campuchia để họ dùng cái bàn đạp đi qua Việt Nam bất cứ lúc nào. Mạng sống của người dân Việt Nam đang treo ở trên sợi chỉ trước mành, cho nên mong rằng tất cả những người dân Việt Nam và những người nào ở Việt Nam cẩn thận. Những người nào ở những cái khu vực như là ở tại những cái khu mà giáp ranh biên giới, coi chừng họ đã chuẩn bị những cái quần áo ngụy trang là quần áo của cảnh sát cơ động, của bộ đội, của dân phòng, của công an, để mà họ gõ cửa từ nhà, có thể họ mời đi 3-4 người để họ mổ lấy nội tạng trong vòng nay mai thôi. Cho nên người dân Việt Nam cẩn thận nha, cẩn thận thật là cao độ. Thôi, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị, kính chúc tất cả mọi người một ngày, những đây là chủ nhật, yên bình. Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của mình đừng có đau thương nữa, đừng có máu đổ thành sông và đầu rơi xuống đất. Lisa rất là đau lòng khi mà nhìn thấy toàn dân tộc Việt Nam như vậy. Mặc dù Lisa ở bên đất nước Hoa Kỳ này, nó cao sang, nó quyền quý rồi, cho dù thằng Tàu Cộng nó có lấy nước Việt Nam thì cũng không có ảnh hưởng gì đến Lisa. Nhưng mà nhìn lại hơn 90 triệu người dân Việt Nam nói tiếng Việt Nam cùng màu da với mình, mà bây giờ phải chịu đắp chìm ở trong cái địa ngục như vậy, phải chịu làm nô lệ ở ngay trên xứ sở của mình, để cho những du khách của Tàu Cộng qua làm cha làm ông nội như vậy. Những em sinh viên, những tuổi trẻ, nó chỉ có đi chơi, nó đi phượt thôi, mà nó nhìn thấy như vậy, nó kể cho Lisa nghe, thật là đau lòng, không thể nào tưởng tượng được một đất nước Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ như đảng rêu rao mà lại bị một cái hoàn cảnh thê lương như ngày hôm nay nha. Thôi nửa đêm gà gái, mà gà mái biết gái là thiên hạ đại loạn, năm nay là năm con gà, các bạn cẩn thận đi nha, coi chừng máu đào lệ rơi. Xin cảm ơn tất cả mọi người, kính chúc quý vị thật là những đây là may mắn, cũng như là kính chúc quý vị mọi người phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau để bảo vệ con người Việt Nam cũng như là dân tộc Việt Nam này. Xin cảm ơn tất cả.